Các bác nào đã từng bẫy chuột rất nhiều, dùng các loại bẫy khác nhau như bẫy bập bênh, bẫy bán nguyệt, bả chuột mà vẫn không hiệu quả. Lý do tại sao? Do con chuột khôn hay là do bẫy kém chất lượng? Chính xác có 4 yếu tố quyết định. Thứ nhất là con chuột nó sống gần người nên cảnh giác nó vô cùng cao. Thứ hai là những cái con chuột to nó khôn, nó sẽ không bao giờ nó chui vào cái bẫy bập bênh. Và dùng cái bẫy bán nguyệt thì nó hay bị mất mồi, kém nhạy. Chúng ta dùng bả chuột thì ở bên trong góc nhà nó có mùi. Thứ ba, cái quan trọng nhất là có tới 80% con chuột nó phát hiện ra chiếc bẫy của mình nếu mà mình không biết ngụy trang. Thứ tư là không tìm được cái loại mồi mà con chuột nó yêu thích. Thì hôm nay em Hữu sẽ giúp mọi người bắt hết chuột bằng cái chiếc bẫy chuột tàng hình này, kể cả những con tinh khôn nhất và đã từng trượt bẫy nhiều lần. Chiếc bẫy này là có thể đánh theo đường đi, nối mòn của nó hoặc là đánh theo kiểu buộc thức ăn mọi người nhé. Hiệu quả rất cao và rất là dễ sử dụng, là kể cả những cái trẻ em hoặc phụ nữ đều có thể sử dụng được.